Sau trận hòa không đều trước Wolverhampton, Castro Blues đã rất chờ đợi để được thấy chiến thắng đầu tiên của đội nhà dưới thời tân huấn luyện viên Thomas Tuchel, và cuối cùng điều mà họ mong ước cũng trở thành hiện thực. Sau trận hòa không đều cách đây ít ngày, Chelsea bước vào trận đấu này với một đội hình bao gồm 4 sự thay đổi nhân sự, bao gồm Mason Mount, Timo Werner, Marcos Alonso và Tammy Abraham được ra sân ngay từ đầu, thay cho Ben Chilwell, Kai Havertz, Hakim Ziyech và Olivier Giroud. Những sự thay đổi của Thomas Tuchel đã phát huy hiệu quả. Ở trận đấu này, Chelsea đã hoàn toàn áp đảo Burnley và điều đó được thể hiện rất rõ qua các con số thống kê. Theo đó, The Blues kiểm soát bóng tới 71,1%, một con số quá vượt trội nếu so với 28,9% của Burnley. Đội chủ nhà tung ra tới 723 đường chuyền, nhiều gấp 3 lần so với những vị khách. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của họ cũng vượt trội hơn với 87%. Chelsea cũng có nhiều pha qua người hơn với 9 lần và đặc biệt, số lần cú dứt điểm của họ cũng nhiều gấp 19 lần so với đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche chỉ có đúng một cú dứt điểm đến từ James Tarkowski. Nó cũng chỉ đến phút bù giờ thứ tư mà thôi. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, gần như tất cả các vị trí trên sân của Chelsea đều thi nhau 3 pha khung thành của Nick Pope. Chính vì sự áp đảo này của The Blues, nên sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Graham Scott cất lên, huấn luyện viên Sean Dyche đã chẳng ngần ngại thừa nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục, đồng thời khẳng định khoảng cách quá lớn về mặt đẳng cấp giữa hai câu lạc bộ. Đội bóng chơi xuất sắc hơn đã giành chiến thắng. Chẳng có gì để chúng tôi phải phàn nàn cả, đặc biệt là trong hiệp 2, họ thi đấu với một nhịp điệu tốt hơn chúng tôi nhiều. Đã có những sự chệch choạc nhất định trong cách chơi của chúng tôi. Khoảng cách giữa một đội bóng lớn như Chelsea và một đội bóng nhỏ như Burnley là quá lớn, và có vẻ như đôi khi tất cả đã quên mất điều đó. Tất nhiên cũng có một số thời điểm trong trận các cầu thủ của tôi đã chơi khá ổn, nhưng Chelsea mới là những người có được điểm số, và đây là một điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Quả thật ở trận đấu này, chúng tôi đã chẳng tạo ra được bất kỳ sự uy hiếp nào cả. Thế trận trong cả hai hiệp đều tương đồng nhau, đó là Chelsea hoàn toàn dồn ép Burnley ở phần sân nhà. Trong hiệp 1, Mason Mount chơi rất nỗ lực, một mình anh đã tung ra tới 3 pha dứt điểm, tuy nhiên tất cả đều không đi trúng đích. Dù vậy, tiền vệ người Anh vẫn biết cách để lại dấu ấn của mình khi anh là người đã có đường chuyền cho Callum Hudson-Odoi trước khi chàng trai sinh năm 2000 tung ra pha kiến tạo cho Cesar Azpilicueta sút cháy lưới Nick Pope. Thực tế, không hề quá khi nhận định rằng Callum Hudson-Odoi chính là nguồn sao sáng nhất nơi hàng công Chelsea trong 90 phút vừa rồi. Anh luôn là mối nguy hiểm tiềm tàng trước hàng phòng ngự của Burnley. Hudson-Odoi thường xuyên tung ra những đường chuyền chéo lợi hại, đồng thời duy trì được độ chính xác trong các quả tạt xuyên suốt trận đấu. Về phần Timo Werner, Thomas Tuchel đã phát biểu trước trận đấu rằng ông sẽ giúp cho cựu tiền đạo của Leipzig tìm ra được bản ngã của mình. Thế nhưng, có vẻ như mọi thứ vẫn cần thêm thời gian đối với số 11. Tình huống đáng chú ý nhất của Timo Werner trong trận đấu đó là pha bỏ lỡ phút 29 khi Werner đá không trúng tâm bóng ở vị trí vô cùng thuận lợi. Chứng kiến pha bóng này, ai cũng thấy Werner chưa thể tìm lại được phong độ tốt nhất của anh, và màn trình diễn của tiền đạo người Đức đang khiến cho người hâm mộ dần cạn kiệt niềm tin và sự kiên nhẫn. Còn Tammy Abraham, số 9 của Chelsea thực sự gây ra rất nhiều sự thất vọng. Nếu không xem trận đấu mà chỉ nhìn vào các con số thống kê, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy bị sốc khi mà trong số 19 cú dứt điểm mà dàn sao The Blues đã thực hiện trong trận đấu này, Abraham trong vai trò tiền đạo chủ lực lại không có bất kỳ một cú sút nào. Mà sau 45 phút chơi thiếu thuyết phục, tiền đạo 23 tuổi đã phải rời sân, nhường chỗ cho Captain America Pulisic. Thế rồi, chính đội trưởng Mỹ cùng với mũi tên bạc Marcos Alonso đã cùng nhau khiến các The Blues được theo dõi trận đấu này phải bật dậy vì phấn khích. Tình huống nâng tỷ số lên 2-0 của họ nó hoàn hảo đến từ chi tiết, từ cú bấm bóng quá vừa tầm và hoàn hảo của Pulisic dành cho Marcos Alonso. Còn hậu vệ người Tây Ban Nha, người ta cứ lầm tưởng anh là một tiền đạo, với một tình huống bắt bước một bằng ngực, tầng bóng bằng đùi rồi tung ra cú nã đại pháo ngay trong vòng 5m50 để biến Nick Pope trở thành nạn nhân của một siêu phẩm. Marcos Alonso từng chơi cực kỳ bùng nổ, ghi được chẳng ít bàn thắng quan trọng cho đại diện phía Tây London dưới thời Antonio Conte. Thế nhưng, trong khoảng thời gian mà Frank Lampard tại vị, hậu vệ người Tây Ban Nha gần như hoàn toàn mất hút. Marcos Alonso từng được ví với biệt danh mũi tên bạc, và biết đâu đấy dưới thời Thomas Tuchel, anh sẽ một lần nữa trở thành mũi khoan đáng sợ bên hàng cánh trái của Chelsea cùng với các ngôi nổ khác xuyên thủng mọi hàng phòng ngự, dù là những hệ thống được bố trí tinh vi và kiên cố bậc nhất. Các cổ động viên của Chelsea hoàn toàn có cơ sở để tin rằng điều này có thể xảy ra. Bên The Blues là một đội bóng rất đáng sợ trong sơ đồ 3-5-2 với Marcos Alonso. Giờ đây, Chelsea đã không còn Victor Moses ở cánh đối diện trong sơ đồ này. Nhưng hệ thống 3-4-2-1 của Thomas Tuchel vẫn cho phép Alonso thì đấu ở vị trí từng khiến tên tuổi của anh nổi như cồn tại quốc đảo sương mù. Dĩ nhiên, chắc chắn là sẽ tồn tại những sự khác biệt trong cách vận hành của cả hai hệ thống. Hơn nữa, Chelsea giờ đây cũng đang sở hữu những con người khác với quá khứ thời Conte. Tuy vậy, có thể thấy Alonso
đang tự tin, thăng hoa như thế nào. Và một khi đã có được tâm thế như vậy, những điều trên chẳng phải trở ngại gì lớn lao với anh. Với chiến thắng 2-0 ngay tại Stamford Bridge, Chelsea không chỉ có thêm 3 điểm mà họ còn đánh dấu một cột mốc khá đặc biệt khi đã có 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trước Burnley. Đây là lần đầu tiên đại diện thủ đô nước Anh làm được điều này kể từ tháng 12 năm 1982. Một thống kê thú vị khác đáng để nói tới sau chiến thắng này, đó là việc Chelsea đang bất bại và giữ sạch lưới cả 2 trận đầu tiên dưới thời Thomas Tuchel. Và nếu bạn chưa biết thì kể từ sau thời Rafael Benitez vào năm 2012, chưa một vị huấn luyện viên nào của Chelsea làm được điều đó. Có vẻ như hàng thủ sẽ không phải là một vấn đề của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel. Tuy nhiên, cả Wolverhampton cùng với Burnley đều vẫn chưa phải là những liều thuốc thử mạnh. Bởi vậy, chúng ta cần phải chờ đợi thêm để có thể đánh giá chi tiết hơn về hệ thống phòng ngự mà Tuchel đang xây dựng. Cuối cùng, hãy nói về cặp tiền vệ trung tâm Jorginho, Matteo Kovacic. Với triết lý chơi bóng kiểm soát của Thomas Tuchel, ông vua chuyền bóng Jorginho nhiều khả năng sẽ tiếp tục trở thành cái tên bất khả xâm phạm nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như những đường chuyền của Jorginho mang tính sát thương cao hơn. Matteo Kovacic vẫn như thường lệ là một cái tên mang đến sự đột biến. Về mặt lý thuyết, trong những trận đấu gặp những đội bóng chủ trương chơi phòng ngự như Burnley, Kovacic sẽ là cái tên được lựa chọn. Thế nhưng, với những đối thủ có sức tấn công tương đối mạnh một chút, có lẽ cựu huấn luyện viên của PSG sẽ sử dụng cặp đôi Kante-Jorginho nhằm giúp Chelsea có được hơn sự cân bằng. Huấn luyện viên Thomas Tuchel từng khẳng định ông đã khao khát sở hữu Kante trong đội hình từ lâu, vì vậy chẳng có lý do gì mà cựu tiền vệ của Leicester lại không được trọng dụng cả, ngoại trừ anh ấy gặp chấn thương. Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của các cầu thủ trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã có được chiến thắng, đó mới là điều quan trọng, bởi những kết quả tốt sẽ mang lại sự tự tin. Ngày hôm nay, Chelsea đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, duy trì được sự quyết liệt và không hề mất tập trung trong suốt 90 phút. Thomas Tuchel không giấu được sự vui mừng của ông sau trận bất bại thứ hai liên tiếp. Dĩ nhiên, vẫn còn nhiều điều mà Toulouse cần phải cải thiện. Song, những dấu hiệu ban đầu là rất tích cực và người hâm mộ Chelsea có quyền cứ vui với chiến thắng đầu tay này của Thomas Tuchel đi đã.